ăn uống không đúng giờ, thường xuyên thức khuya, sử dụng nhiều rượu bia, ngồi làm việc trong thời gian dài mà ít vận động, stress từ môi trường công việc. Hàng loạt thói quen sinh hoạt không lành mạnh khiến cho dân văn phòng trở thành nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị trào ngược dạ dày. Nếu không kiểm soát kịp thời và đúng cách, bệnh có thể tiến triển để lại những biến chứng nguy hiểm. Đã có ngày Mariangel hiệu quả ngay chỉ sau 5 phút. Mariangel với tác động kép lên cả nguyên nhân và quá trình trào ngược, ngăn chặn axit, pepsin, dịch mật trong dạ dày trào ngược lên. Công thức độc đáo kết hợp magie azinat và phức hợp ergastrian giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, họng, thanh quản chỉ sau 5 phút, đồng thời bảo vệ, làm lành, phục hồi niêm mạc bị tổn thương. Mariangel, cứu tinh của dân văn phòng, giảm trào ngược ngay sau 5 phút. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Ăn uống không đúng giờ, thường xuyên thức khuya, sử dụng nhiều rượu bia, ngồi làm việc trong thời gian dài mà ít vận động, stress từ môi trường công việc. Hàng loạt thói quen sinh hoạt không lành mạnh khiến cho dân văn phòng trở thành nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị trào ngược dạ dày. Nếu không kiểm soát kịp thời và đúng cách, bệnh có thể tiến triển để lại những biến chứng nguy hiểm. Đã có ngày Mariangel hiệu quả ngay chỉ sau 5 phút. Mariangel với tác động kép lên cả nguyên nhân và quá trình trào ngược, ngăn chặn axit, pepsin, dịch mật trong dạ dày trào ngược lên. Công thức độc đáo kết hợp magie azinat và phức hợp ergastrian giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, họng, thanh quản chỉ sau 5 phút, đồng thời bảo vệ, làm lành, phục hồi niêm mạc bị tổn thương. Mariangel, cứu tinh của dân văn phòng, giảm trào ngược ngay sau 5 phút. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Ăn uống không đúng giờ, thường xuyên thức khuya, sử dụng nhiều rượu bia, ngồi làm việc trong thời gian dài mà ít vận động, stress từ môi trường công việc. Hàng loạt thói quen sinh hoạt không lành mạnh khiến cho dân văn phòng trở thành nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị trào ngược dạ dày. Nếu không kiểm soát kịp thời và đúng cách, bệnh có thể tiến triển để lại những biến chứng nguy hiểm. Đã có ngày Mariangel hiệu quả ngay chỉ sau 5 phút. Mariangel với tác động kép lên cả nguyên nhân và quá trình trào ngược, ngăn chặn axit, pepsin, dịch mật trong dạ dày trào ngược lên. Công thức độc đáo kết hợp magie azinat và phức hợp ergastrian giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, họng, thanh quản chỉ sau 5 phút, đồng thời bảo vệ, làm lành, phục hồi niêm mạc bị tổn thương. Mariangel, cứu tinh của dân văn phòng, giảm trào ngược ngay sau 5 phút. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Chào mừng tất cả quý anh chị khách hàng của Chí Khang Phạc Ma đã đến với buổi livestream quay số trúng thưởng mini game Đại sứ Marian ngày hôm nay. Em là MC Phương Linh sẽ đồng hành cùng quý anh chị trong chương trình này. Kính thưa quý anh chị, trào ngược dạ dày thực quản là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ tới người già. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, bệnh ngày càng có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Mariangel được biết đến là giải pháp đột phá trong điều trị trào ngược dạ dày, thực quản, họng, thanh quản với thông điệp mạnh mẽ, giảm ngay trào ngược sau 5 phút. Như quý anh chị đã biết, chương trình mini game Đại sứ Marian được tổ chức từ ngày 22 tháng 5 và đến nay đã có rất nhiều quý anh chị hưởng ứng nhiệt liệt. Chương trình này được chúng tôi tổ chức trên nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt như chuỗi hệ thống nhà thuốc Long Châu, các cửa hàng mẹ và bé, các cái cửa hàng truyền thống và đặc biệt là nhiều các cái hội nghị khoa học trên cả nước. Và tiếp nối chương trình hôm nay trong phiên livestream này, Chí Khang Phạc Ma xin được tổ chức quay số để tìm ra chủ nhân của những phần quà may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 30 triệu đồng dành cho các quý anh chị khách hàng sở hữu mã may mắn và đạt đủ điều kiện dự thưởng. Và rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay. Trước hết, để được bắt đầu, MC xin được giải thích một chút về thể lệ chương trình và các giải thưởng trước khi chúng ta tiến hành đến buổi quay số chính thức. Trước hết, em xin được nhắc lại về thể lệ chương trình. Đầu tiên, với mỗi bức ảnh check-in cùng Đại sứ Marian là hình ảnh mắc cốt dạ dày ấn tượng, đăng trên Facebook kèm hashtag và mã số dự thưởng ở chế độ công khai. Điều kiện tiếp theo, Facebook tham gia phải là Facebook thật. Dưới mỗi bài đăng có ít nhất 30 like, share, comment. Mỗi like, share, comment được tính là 1 điểm và quý anh chị phải giữ bài đăng tới thời điểm công bố giải thì mới được tính là hợp lệ. Đáp ứng cả hai điều kiện trên, quý anh chị sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Hôm nay, Chí Khang Phạc Ma sẽ sử dụng phần mềm XS Print để đảm bảo tính
khách quan và công bằng. Với mỗi lượt quay, phần mềm sẽ ngẫu nhiên lựa chọn ra một mã số may mắn tương ứng với các giải thưởng. Chúng ta sẽ có cơ cấu giải bao gồm 10 giải khuyến khích, mỗi giải thưởng một hộp Marian trị giá 380.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải bao gồm 2 hộp Marian Gel trị giá 760.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải là một máy xay sinh tố đa năng trị giá 1 triệu đồng. 2 giải nhất, mỗi giải là một robot hút bụi trị giá 5 triệu đồng. Và cuối cùng là một giải đặc biệt trị giá 8 triệu đồng. Kính thưa quý anh chị, MC xin được nhắc lại một chút về mã số dự thưởng. Khi các anh chị có cầm những cái mã số dự thưởng trên tay thì ban tổ chức chúng tôi đã quy đổi thành dạng là 5 chữ số bắt đầu từ 0000. Thì như vậy là chúng ta khi mà quay số thì tiến hành quay số thì chúng ta sẽ quay lần lượt 5 mã số này để tìm ra một cái mã số dự thưởng may mắn của người trúng giải ạ. Và sau đây, không để các quý anh chị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu phiên quay số đầu tiên để tìm ra chủ nhân của 10 giải khuyến khích. Mỗi giải là một hộp Marian Gel trị giá 380.000 đồng. Xin mời ban tổ chức sẽ tiến hành quay số ạ. Quý anh chị có hồi hộp không ạ? Không biết ai sẽ là chủ nhân đầu tiên của giải thưởng, giải khuyến khích ngày hôm nay của chúng ta ạ? Vâng, xin được chúc mừng quý khách có mã số dự thưởng là 00456. Với Phương Yoga đã trúng giải đầu tiên của chúng ta là một hộp sản phẩm Marian Gel trị giá 380.000 đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục với lượt quay số thứ hai. Quý anh chị có hồi hộp không ạ? MC rất là hồi hộp, không biết ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây ạ. Xin chúc mừng khách hàng có mã số 04806 Thu Hà là người tiếp theo đã đạt giải thưởng là một hộp Marian Gel trị giá 380.000 đồng. Chúng ta sẽ đến với lượt quay số thứ 3. Xin chúc mừng khách hàng tiếp theo có mã số 00469. Quý khách Vũ Thúy là người may mắn tiếp theo của chúng ta đã đạt giải thưởng là một hộp sản phẩm Marian Gel ạ. Chúng ta sẽ đến với lượt quay số thứ 4. Và quý anh chị hãy tiếp tục theo dõi chương trình livestream của chúng ta để biết được ai sẽ là chủ nhân may mắn tiếp theo ạ. Và còn rất nhiều giải thưởng có giá trị đang chờ đợi các anh chị trong các lần quay số tiếp theo. Dạ, xin được chúc mừng khách hàng có mã số 00052, Cao Thị Minh Hải là người may mắn thứ tư đã trúng giải thưởng của chúng ta. Xin được đến với lượt quay số thứ 5. Vâng, chúng ta lại tiếp tục chờ đợi xem ai sẽ là chủ nhân may mắn tiếp theo ạ. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng có mã số 00561, Minh Hiền là quý khách may mắn đạt giải thưởng tiếp theo của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã tìm ra 5 chủ nhân đầu tiên may mắn trúng các giải khuyến khích. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với lượt quay thứ 6. Xin mời ạ. Các vòng xoay vẫn đang tiếp tục tìm ra chủ nhân may mắn tiếp theo. Vâng, và xin được chúc mừng khách hàng có mã số 00214, Trung Nghĩa là khách hàng may mắn tiếp theo đã đạt giải thưởng giải khuyến khích là mỗi một hộp Marian Gel trị giá 380.000 đồng. Chúng ta đến với lượt quay thứ 7 ạ. Vâng, và ai sẽ là chủ nhân tiếp theo đây ạ? Vâng, mời quý khách hướng lên màn hình, chúng ta chúc mừng khách hàng Vân Anh Nguyễn với mã số 00185 đã là người thứ 7 trúng giải thưởng là một hộp sản phẩm Marian Gel trị giá 380.000 đồng.
Như vậy là chúng ta sẽ đến với lần quay thứ 8 để tìm ra các chủ nhân tiếp theo. Chỉ còn 2 lượt quay nữa thôi, chúng ta sẽ kết thúc mà 10 giải khuyến khích của chương trình ạ. Vâng. Mã số may mắn tiếp theo là 00389. Xin chúc mừng khách hàng Trần Dung đã may mắn trúng giải khuyến khích của chương trình. Chúng ta đến với lượt quay số thứ 9. Quý vị đừng rời mắt khỏi livestream ạ, tại vì chủ nhân tiếp theo của chúng ta sắp lộ diện rồi ạ. Xin chúc mừng khách hàng có mã số 03018. Khách hàng tên Hoa đã trúng giải khuyến khích của chương trình. Chúng ta đến với lượt quay số cuối cùng của giải khuyến khích ngày hôm nay ạ. Quý vị hãy nhanh tay nhìn ngay mã số livestream, mã số may mắn của mình và theo dõi livestream xem mình có phải là khách hàng may mắn tiếp theo không ạ. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng có mã số 04003. Kim Ngân Hà là khách hàng tiếp theo đã đạt giải khuyến khích của chương trình. Mỗi giải là một sản phẩm Marie Angel trị giá 380.000 đồng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã lần lượt quay tìm ra chủ nhân của 10 giải khuyến khích. Tuy nhiên thì chúng ta còn rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón quý vị trong các lượt quay số tiếp theo. Quý vị đừng vội rời mắt khỏi màn hình vì tiếp sau đây chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm chủ nhân của giải 3. Mỗi giải là 2 hộp sản phẩm Marie Angel trị giá 760.000 đồng và chúng ta sẽ có 5 lượt quay số cho giải 3 này ạ. Xin mời ban tổ chức có thể tiến hành lượt quay số đầu tiên. Ai sẽ là người may mắn tiếp theo đạt giải 3 của chúng ta? Quý vị hãy comment bên dưới cho Phương Linh được biết không ạ? Vâng, xin chúc mừng chủ nhân đầu tiên đạt giải 3 của chúng ta là khách hàng có mã số 00417, Trần Thị Nam. Chị Nam đã là khách hàng may mắn đầu tiên đạt giải 3 của chúng ta. Mỗi giải là 2 hộp sản phẩm Marie Angel trị giá 760.000 đồng. Xin chúc mừng chị Nam ạ. Chúng ta sẽ đến với lượt quay số thứ 2 của giải 3. Quý vị hãy vui lòng giữ mã số may mắn của mình và theo dõi livestream thường xuyên để biết được ai là khách hàng may mắn tiếp theo. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng có mã số may mắn 04876, Thu Huyền. Chúc mừng chị Huyền là khách hàng may mắn tiếp theo của chúng ta đã đạt giải 3, mỗi giải là 2 hộp Marie Angel trị giá 760.000 đồng. Chúng ta xin tiếp đi đến lượt quay thứ 3 của giải 3. Xin chúc mừng khách hàng có mã số may mắn 05053. Khách hàng Út Liên đã may mắn trúng giải 3 của chúng ta. Và xin được đi đến lượt quay số tiếp theo. MC Phương Linh được biết là có rất nhiều anh chị comment ở trong livestream ạ. Các anh chị đừng vội rời mắt khỏi livestream và chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra những chủ nhân may mắn tiếp theo ạ. Xin được chúc mừng khách hàng có mã số 04802, Dung Bùi là khách hàng may mắn đã trúng giải 3 của chúng ta trị giá 760.000 đồng là 2 hộp sản phẩm Marie Angel. Chúng ta sẽ đi đến lượt quay số cuối cùng của giải 3. Xin mời ban tổ chức. Vâng, quý anh chị có hồi hộp không ạ? Chúng ta sắp tìm ra chủ nhân cuối cùng của giải 3 rồi ạ. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng có mã số 05067, Nguyễn Ngọc Huyền là khách hàng may mắn cuối cùng đạt giải 3 của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý anh chị,
Như vậy là chúng ta đã tìm ra chủ nhân của 15 giải bao gồm 10 giải 3 và 5 10 giải khuyến khích và 5 giải 3. Tuy nhiên thì chúng ta đang còn nhiều giải thưởng hấp dẫn khác, bao gồm giải nhì, giải nhất và giải đặc biệt. Vì vậy, anh chị nào đang còn sở hữu mã số may mắn đang xem livestream và chưa trúng quà thì anh chị đừng vội buồn, hãy comment ngay cho Phương Linh biết được không ạ? Biết đâu anh chị sẽ là chủ nhân may mắn tiếp theo của những cái giải thưởng hấp dẫn của chúng ta. Và bây giờ chúng ta xin được đi tìm chủ nhân của 3 giải nhì. Mỗi giải là một máy xay sinh tố đa năng trị giá 1 triệu đồng. Xin mời ban tổ chức hãy giúp Phương Linh với lượt quay số đầu tiên ạ. Xin mời khách hàng Đức Vũ có mã số may mắn là 02131 là khách hàng đầu tiên may mắn đạt giải 3 của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay ạ. Không biết là khách hàng Đức Vũ có xem livestream không ạ? Anh đã là người may mắn đầu tiên đạt giải 3 đấy ạ. Và sau đây chúng ta xin được đến với lượt quay thứ 2 của giải 3. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng tiếp theo có mã số may mắn 03034. Bùi Hoa đã là khách hàng may mắn đạt giải 3 của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được đến với lượt quay số tiếp theo ạ. Còn rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón chúng ta. Tuy nhiên thì ban tổ chức xin vài phút để chuẩn bị thật là kỹ trước khi quay các cái giải thưởng hấp dẫn tiếp theo. Và xin mời quý anh chị đừng vội rời khỏi livestream vì rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón các anh chị trong các lượt quay số tiếp theo. Ăn uống không đúng giờ, thường xuyên thức khuya, sử dụng nhiều rượu bia, ngồi làm việc trong thời gian dài mà ít vận động, stress từ môi trường công việc, hàng loạt thói quen sinh hoạt không lành mạnh khiến cho dân văn phòng trở thành nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị trào ngược dạ dày. Nếu không kiểm soát kịp thời và đúng cách, bệnh có thể tiến triển để lại những biến chứng nguy hiểm. Đã có ngày Mariangel hiệu quả ngay chỉ sau 5 phút. Mariangel với tác động kép lên cả nguyên nhân và quá trình trào ngược, ngăn chặn acid, pepsin.